ngày 30 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Thanh Hạnh, sinh năm 1979, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, là chấp hành viên ở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Hạnh được phân công tổ chức thi hành án vụ việc, bà N phải trả cho ông V số tiền gần 2,6 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án. Bà N là người gốc Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ và chồng mang quốc tịch Canada. Tháng 11 năm 2022, vợ chồng bà N từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà N được cán bộ hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022, bà N đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh gặp Hạnh. Tại đây, bà N trình bày sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con. Hạnh đồng ý. Sau đó, Hạnh nói với vợ chồng bà N về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo chi phí để đưa cho nhiều người. Chiều ngày 14 tháng 12, vợ chồng bà N đã nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án. Hôm sau, Hạnh trình lãnh đạo ký quyết định về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N. Tuy nhiên, sau khi có quyết định, Hạnh không giao cho bà N và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh mà giữ lại. Đồng thời, bà Hạnh yêu cầu vợ chồng bà N phải đưa 350 triệu đồng. Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà N ở quán cà phê và đưa cho xem quyết định trên, nhưng không giao, Hạnh yêu cầu đưa tiền mới đưa quyết định. Ngày 20 tháng 12, Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà N để làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Mekong, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, vợ chồng bà N đưa 350 triệu đồng cho Hạnh, thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát hiện, bắt quả tang tại khu vực hành lang khoa khám bệnh của bệnh viện cùng tang vật. Quá trình điều tra, Hạnh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lời khai của Hạnh không phù hợp với nội dung tố cáo, cũng như lời khai của vợ chồng bà N, cùng file ghi âm, tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập, nên không có cơ sở xem xét. Sáng ngày 30 tháng 10, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao ngày thứ ba liên tiếp. Nước tràn vào nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ, khiến nhiều phụ huynh chật vật đưa con đến trường trong ngày đầu tuần. Theo đó, nước từ sông Hậu men theo các con hẻm và đường cống, tràn vào nhiều tuyến đường như Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Văn Cừ, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Huỳnh Cương. Ngoài quận Ninh Kiều, đợt triều cường này cũng làm ngập nhiều khu vực ở quận Bình Thủy. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, mực nước ghi nhận sáng ngày 30 tháng 10 cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,17 m, vượt báo động 3. Dự báo chiều ngày 30 tháng 10, mực nước sẽ tiếp tục lên cao đạt 2,20 m, cao hơn báo động 3 là 0,20 m. Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng chịu tác động lớn từ đợt triều cường này. Sáng ngày 30 tháng 10, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Liên, huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng ngày 30 tháng 10, tại km 354 900 đến 355 400, khu Giang Yên Duệ, Hòa Duyệt, thuộc địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng mưa lớn, khiến phía ta luy âm của tuyến đường sắt Bắc Nam bị sạt lở, nhiều đất đá trôi khỏi nền đường và khoét hàm ếch tại một số vị trí. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở xuống, bồi lấp đường sắt. Theo ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Liên, sự việc sạt lở khiến các đoàn tàu không thể lưu thông qua lại tại khu vực mà phải đậu ở các ga Hòa Duyệt, xã Đức Liên, ga Yên Duệ, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang. Hiện các hành khách đang được trung chuyển bằng ô tô qua các ga ở hai phía. Trong khi đó, các đơn vị ngành đường sắt đang tập trung khắc phục sự cố. Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan an ninh điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án và ba bị can gồm Vũ Trung Hiếu, sinh năm 2005, ở phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, Hoàng Thị Thu Trang, sinh năm 2003, ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, và Hoàng Ngọc Tuân, sinh năm 2002, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 ở thành phố Cao Bằng. Trong 3 bị can bị khởi tố, thì Tuân đang bị tạm giam, còn Hiếu và Trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua điều tra, ngày 28 tháng 6, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tại phòng thi 0176, Hội đồng thi trung học phổ thông thành phố Cao Bằng, thí sinh Vũ Trung Hiếu đã dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn ngữ văn sau khi phát đề 15 phút và gửi cho Hoàng Thị Thu Trang qua ứng dụng Facebook để nhờ Trang giải hộ. Khi đó, Hoàng Ngọc Tuân là bạn trai của Trang đăng nhập vào tài khoản Facebook của Trang, thấy hình ảnh đề thi trên nên lưu hình ảnh lại và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của Tuân. Đề thi sau đó bị lan truyền trên mạng. Trong khi đó, Trang đã giải và gửi lại cho Hiếu đáp án một số câu hỏi trong đề thi, nhưng do giám thị coi thi nghiêm ngặt nên Hiếu không thể mở điện thoại để xem đáp án. Mặc dù hành vi của ba bị can trên không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, nhưng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gây dư luận xấu trong xã hội về tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi. Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam sau này đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam. Thời điểm từ năm 2000 đến năm 2004, công ty này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum giới thiệu và tạm giao đất để trồng rừng. Công ty đã tổ chức trồng rừng ở các huyện Ngọc Hồi, Đắk Lây, Đắk Tô, Đắk Hà, Sa Thầy, Con Rẫy. Sau các lần thu hồi, diện tích công ty này quản lý, sử dụng tính đến cuối năm 2016 là hơn 9.900 hectare. Tuy nhiên, trong diện tích rừng thông đã trồng, có nhiều vị trí nằm ngoài diện tích mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum giao cho thuê đất và công ty đang làm thủ tục thuê đất bổ sung trên diện tích công ty trồng lệch ra ngoài. Ông Trần Thanh Hiếu, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Tumorong cho biết, ông biết công ty trồng rừng bị lệch ra ngoài diện tích cho thuê từ năm 2020, khi công ty đề nghị thuê bổ sung, đồng thời trả lại một phần đất do công ty quản lý nhưng chưa trồng rừng. Phần đất công ty trả về địa phương đa số là đất hợp thủy, khe suối, diện tích không tập trung, đồi cao. Còn vị trí công ty trồng lệch ra đất của các xã quản lý là vị trí đất thuận lợi. Ông Hiếu cho biết thêm, huyện đang rà soát diện tích đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý để quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trồng rừng, hỗ trợ đất cho người dân đồng bào thiếu đất. Do đó, đề xuất thuê đất bổ sung của công ty, huyện đang xem xét, cân nhắc. Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 28 đến ngày 29 tháng 10, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa, riêng miền Trung như Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam đã có mưa lớn kéo dài. Một số trạm khí tượng đã đo được lượng mưa lớn như Mường Giang, Sơn La là 109,6mm, Hưng Phú, Nghệ An là 213,2mm, Cương Giáng, Hà Tĩnh là 160mm. Theo các chuyên gia khí tượng, tâm điểm của đợt mưa này là khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi. Trong các ngày 30 và ngày 31 tháng 10, khi không khí lạnh ở phía Bắc tràn sâu xuống miền Bắc và miền Trung. Triều cường ở vùng biển Nam Bộ vẫn khiến mực nước biển có xu hướng tăng thêm. Dự báo ngày 30 tháng 10, mực nước cao nhất tại trạm Hải Văn Vũng Tàu có thể đạt đỉnh là 4,2 m và độ cao sóng ở ven bờ có thể đạt 1-2 m. Từ ngày 31 tháng 10, mực triều vẫn cao nhưng bắt đầu xu hướng giảm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, triều cường có thể đạt báo động 3 vào sáng sớm và buổi chiều. Người dân sống ở khu vực trũng thấp thuộc đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động giảm thiệt hại do triều cường trên sông Sài Gòn và kênh tẻ dâng cao.